Những nội dung chính sẽ có tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Trong đó có việc đề xuất một số đổi mới, cải tiến áp dụng ngay tại kỳ họp này, cũng như việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 11 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại kỳ họp thứ hai, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua hai dự án luật và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Trong đó, phiên họp thứ hai và thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với tất cả các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, riêng đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung phụ lục, danh mục, chỉ tiêu thống kê quốc gia, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ theo hướng chuyển thành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thống kê, bao gồm sửa đổi một số điều của phụ lục, danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tại phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần hai về dự luật sửa đổi, bổ sung phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia về luật thống kê. Về cơ chế chính sách đặc thù của một số địa phương, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế để cụ thể hóa chương trình của Bộ Chính trị và Trung ương trong các nghị quyết kết luận về phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, báo cáo Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, việc lùi thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân tích, đánh giá, nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, cho ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu cho năm 2022 có tính khả thi cao. Về các vấn đề liên quan tại kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến cuối cùng về chương trình kỳ họp, thời gian và phương thức phù hợp với tinh thần những nội dung thực sự cần thiết và cấp bách, được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng và đảm bảo sự đồng thuận cao mới đưa vào chương trình kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận thống nhất việc đề xuất một số biện pháp cần thiết áp dụng ngay tại kỳ họp thứ hai và việc tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, trong đó việc chia tổ thảo luận trong điều kiện họp trực tuyến, phát biểu trực tuyến cần được báo cáo để Quốc hội xem xét và quyết định áp dụng. Trên đây, chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin về những nội dung chính sẽ có tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.